Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Đại lý xe tải 3S. Hôm nay mình sẽ làm video làm về hoàn thiện thùng xe tải QKR210. Vâng, thưa anh em, đây là khung xương của xe QKR210 thùng kín. Giờ mình sẽ review về trong mối hàn và được liên kết như nào. Đây mối hàn này anh em, em quan sát nha. Và khung xương này được làm từ hộp 30 x 30 và 30 x 60 ở đầu, ở giữa là hộp 30 x 30, dày ly 2, thép mạ kẽm. Đây, đây là hộp 30 x 30 và đầu ở hộp 30 x 60, dày ly 2. Đây là một dạng khung xương được hàn thô sơ ở giữa, chưa gắn lên thùng. Và còn đây, đây là khung cửa. Khung cửa sau. Về khung cửa được làm từ hộp từ inox 430, dày ly rưỡi, chấn định hình. Và đây là lam đèn. Mỗi khung cửa sau là 6 bản lề trung lạnh, mỗi cánh là 3 bản lề. Và đây, đây là cánh cửa, cửa hàn trước. Và đây thưa anh em, đây là một dạng khung xương đã được hoàn thiện và được hàn liên kết thành một khung thùng của xe QKR210. Đây, ở giữa là hộp 30 x 30 và ở rìa góc là hộp 30 x 60. Và khung cửa hông cũng là hộp 30 x 60. Về đà của xe này, đà dọc là U100, dày 3 ly và đà ngang là U80, dày 3 ly. Đây anh em quan sát. Và được gắn liên kết bằng V, hàn liên kết U100 và U80. Còn đây, đây là bao đà sắt dày ly rưỡi để ốp các đầu đà. Còn sàn, sàn xe này là sắt dày ly rưỡi, 2 ly rưỡi. Còn đây, đây là mui, xương mui trên của xe QKR210. Hộp 30 x 30. Và được bắn ở vách dưới là tôn kẽm dày 5 gem.
Vâng, thưa anh em, đây là một thùng kín xe tải QKR210 đầu vuông đã hoàn thiện. Giờ thì anh sẽ review tổng quát về thùng này cho anh em xem. Bên ngoài của xe này là inox 430 dày 5 gem. Và khung xương thì mình cũng đã nói ở phần trước rồi. Về cản hông là hộp 30x60, dày ly 2 thép mạ kẽm, và cây đứng cũng là thép mạ kẽm. Đây anh em quan sát nha. Về dè xe này là inox 430, hàng BA, dày 8 gem đến 1 ly. Và đà ngang của xe này là U80, dày 3 ly. Và đà dọc của xe này là U100, dày 3 ly. Về cảng sau của xe là hộp 30, hộp 40x80, cây ngang sơn màu vàng và đen, và cây đứng sơn màu đen. Đây khung cửa sau đây. Vâng, thưa anh em, video làm về thùng xe tải QKR 210 của mình xin được kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc video, anh em nào chưa đăng ký kênh và like, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ để mình có động lực làm những video tiếp theo. Giờ xin chào tạm biệt anh em. Xin chào.